Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định. Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tổng kết hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2017 và hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã có chuyến thăm làm việc với huyện nhà. Cuối chương trình sau ghi nhanh, huyện nhà hoàn thành xong việc thu hoạch lúa xuân, triển khai sản xuất vụ mùa. Mời quý vị và các bạn đến với phóng sự tâm huyết với sự nghiệp phát thanh ở cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh, sáng ngày 13 tháng 6 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức hội nghị để các ông bà Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 3, số 4, số 5 tiếp xúc cử tri huyện Hải Hậu tại các xã Hải Vân, Hải Triều, Hải Tân. Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo nội dung chương trình thời gian kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 3 đến nay. Tại xã Hải Vân, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm ông Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Tài chính, bà Lưu Thị Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Đại biểu huyện có ông Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy, ông Vũ Ngọc Trường, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cử tri 11 xã thuộc đơn vị bầu cử số 3. Tại xã Hải Tân, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm bà Phạm Thị Thu Hằng, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Trần Văn Kiểm, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, ông Hoàng Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Hải Sơn. Đại biểu của huyện có ông Phạm Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Ông Đỗ Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, cử tri 11 xã thị trấn thuộc tổ bầu cử số 4. Tại xã Hải Triều, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm ông Hoàng Đức Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, ông Mai Văn Quyết, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại biểu của huyện có ông Trần Văn Trinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Trần Minh Hải, Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Cử tri 13 xã: Hải Xuân, Hải Lý, Hải Chính, Hải Triều, Hải Phong, Hải An, Hải Toàn, Hải Phú, Hải Ninh, Hải Giang, Hải Châu, Hải Hòa và thị trấn Tịnh Long. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã có một số ý kiến kiến nghị cụ thể, như đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện công trình cống số 4 và đường cứu hộ cứu nạn trên địa bàn Hải Chính, có cơ chế hỗ trợ xây dựng cơ bản trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đầu tư nâng cấp hệ thống điện phục vụ cho sản xuất nuôi trồng thủy sản các xã ven biển, đề nghị công tác quản lý hướng dẫn đảm bảo môi trường ở cơ sở đúc đồng nhôm, làm đèn báo tín hiệu tại ngã tư Hải Hậu, nâng cấp lại đài chiến thắng Hải Hưng, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực trường học, triển khai các chế độ chính sách đối với người có công, đặc biệt hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo quyết định của chính phủ đến nay còn chậm. Một số cây cầu phục vụ dân sinh, thông thương đã xuống cấp, đề nghị sửa chữa xây mới. Cần quan tâm tiếp tục tăng mức hỗ trợ cho người dân gặp rủi ro do thiên tai gây ra, đảm bảo an sinh xã hội. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện đã tiếp thu và trả lời ý kiến kiến nghị của các cử tri theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến để báo cáo tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới, cũng như đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo luật định. Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập chuyên đề thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2017 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tổng kết hội thi bí thư chi bộ giỏi và hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện và các xã thị trấn đã được báo cáo viên của Trung ương truyền đạt những nội dung về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh,
phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nghe đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo đánh giá kết quả hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2017. Hội thi diễn ra vào tháng 5, thiết thực chào mừng ngày sinh nhật Bác và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện và lực lượng vũ trang nhân dân huyện. Vòng sơ khảo được tổ chức tại 8 vùng trong huyện, sau đó chọn các đồng chí bí thư tiêu biểu về thi chung kết tại huyện. Hội thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, thu hút đông đảo cán bộ đảng viên tham dự. Thông qua đó, đã trang bị nâng cao kiến thức về công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Đây cũng là dịp để bí thư chi bộ cơ sở trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo của cấp ủy cơ sở. Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp, là một nội dung trọng tâm thực hiện nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên ở xóm tổ dân phố giai đoạn 2015-2020. Cũng tại hội nghị, đồng chí trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nêu rõ về mục đích, yêu cầu và những điểm mới trong các nội dung đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy, yêu cầu các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tổ chức học tập chuyên đề thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại cơ sở và quán triệt việc đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả của hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2017, đã tạo nên phong trào thi đua trong toàn huyện, thiết thực xây dựng huyện nông thôn mới bền vững và phát triển. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ cơ sở phải đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc kỷ luật của Đảng. Công tác nhân sự phải thực hiện đúng quy trình và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 6 năm 2017, đoàn công tác Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã có chuyến thăm và làm việc với huyện nhà để học tập kinh nghiệm và phương pháp xây dựng nông thôn mới điểm của toàn quốc giai đoạn 2011-2015 để vận dụng vào thực tế tại địa phương của huyện Phổ Yên. Thị xã Phổ Yên là đơn vị nằm phía nam của tỉnh Thái Nguyên. Trước kia vốn là huyện thuần nông, nhưng được lên thị xã từ năm 2015 với 18 phường xã. Hiện nay toàn thị xã có 6 xã phường được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu thêm 2 đơn vị đạt nông thôn mới trong năm 2017. Tại buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã giới thiệu vắn tắt những thông tin về huyện, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, năm 2014, Hải Hậu đã có 100% số xã thị trấn đạt nông thôn mới, năm 2015 đạt huyện nông thôn mới, năm 2016 toàn huyện có 168 xóm tổ dân phố đạt nông thôn mới bền vững và phát triển. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên và các đại biểu trong đoàn đã cảm ơn sự đón tiếp chân tình của huyện Hải Hậu. Đồng thời, đồng chí cũng đánh giá cao những phương pháp, cách làm và kết quả trong xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Hậu đã đạt được trong những năm qua. Coi đó là những bài học kinh nghiệm quý báu trong xây dựng nông thôn mới, để thị xã Phổ Yên có thể học tập, áp dụng vào thực tiễn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, phấn đấu đạt thị xã nông thôn mới vào năm 2020. Cũng trong buổi làm việc tại Hải Hậu, đoàn công tác của thị xã Phổ Yên cũng đã trực tiếp tham quan xây dựng nông thôn mới tại một số xã trong huyện. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tích cực khẩn trương huy động nhân lực và phương tiện cơ giới, triển khai thu hoạch nhanh gọn các diện tích lúa xuân. Theo ghi nhận, sản xuất vụ xuân năm 2017 ở huyện nhà diễn ra khá thuận lợi, việc gieo cấy thực hiện đúng khung lịch thời vụ. Thêm vào đó, thời tiết và tình hình sâu bệnh trên cây trồng được theo dõi, phòng trừ kịp thời, nên mật độ sâu bệnh trên các diện tích lúa xuất hiện và gây hại ít hơn so với những năm trước. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, năm nay toàn huyện có khoảng 70% diện tích lúa xuân được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp với số lượng khoảng 170 chiếc. Việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã giúp nông dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, công lao động, kịp thời giải phóng đất để sản xuất kịp thời vụ.
Theo ước tính, năng suất vụ xuân năm 2017 ước đạt trên 75 tạ một hecta, trong đó giống lúa tạp giao có năng suất 80 tạ một hecta, giống bắc thơm cho năng suất trên 56 tạ một hecta. Năng suất lúa vụ xuân năm nay được đánh giá là được mùa. Gia đình tôi là cấy diện tích là hơn 2 mẫu và diện tích là chúng tôi cũng thực hiện theo cái sự lãnh đạo của Đảng và Ủy ban nhân dân xã. Chúng tôi xạ là ngót một mẫu, chúng tôi gặt bằng máy, còn già một mẫu nữa chúng tôi gặt bằng tay. Thì với năng suất lúa là lúa bắc thơm ấy là năng suất cho từ 2 tạ đến 1 tạ 8 trở lên, còn lúa tạp giao là đạt 2 tạ rưỡi. Do là thời tiết năm nay là rất ủng hộ, là từ khi xạ cho đến khi mà cấy lúa gieo mạ nền đều được cái thuận lợi của thời tiết. Và cái phần thứ hai là chúng tôi chăm sóc lúa đúng theo cái sự chỉ đạo của ban chỉ đạo nông nghiệp của huyện và xã, và phòng trừ, kết hợp với cái sự phòng trừ sâu bệnh rất là thuận lợi ở cái là đúng với lại cái thời điểm để phòng trừ sâu bệnh. Vì đây là dàn lúa năng suất là chất lượng cao so với lại những năm trước. Và gia đình tôi thì khi mà buổi hôm nay là gặt cuối cùng, nhưng mà chúng tôi là nhanh chóng vệ sinh đồng ruộng, là không vứt rơm rạ bừa bãi ra theo sự chỉ đạo, và làm sạch ruộng đồng để là phòng cái vụ sau để mình mà gieo xạ tiếp, và cũng chỗ nào mà mình cấy mạ nền để cho nó đảm bảo được năng suất kịp với lại thời vụ theo sự chỉ đạo chung. Để đảm bảo sản xuất vụ mùa diễn ra đúng khung lịch thời vụ năm 2017, toàn huyện có kế hoạch gieo cấy 10.000 ha lúa mùa, trong đó 90% diện tích là giống lúa thuần với các giống chủ đạo như PC15, Tám Son đột biến, Bắc Thơm số 7. Diện tích còn lại là cấy lúa lai với các giống như CNR02, Nhị Ưu 527. Theo chỉ đạo của huyện, bà con nhân dân sẽ triển khai gieo mạ từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 6, xuống đồng cấy lúa mùa trong khoảng thời gian từ mùng 1 đến 12 tháng 7. Gieo xạ từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 7 năm 2017. Thế thực hiện cái sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu và căn cứ vào cái tình hình của địa phương, ban đăng nghiệp xã chúng tôi là dưới sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân xã, trong ngày vừa qua đã tập trung lãnh đạo để vận động nhân dân huy động các cái mọi cái phương tiện, rồi sức người sức máy để tập trung thu hoạch lúa chiêm để đảm bảo cái thời vụ cho vụ mùa. Để đánh giá chung thì đến giờ này thì chúng tôi đã hoàn thành cơ bản cái việc mà thu hoạch lúa chiêm xuân và đang tập trung để vận động nhân dân thu dọn đồng ruộng, chuẩn bị cho cái công tác cày lấn đất để cho vụ mùa 2017. Thì đối với công tác chuẩn bị cho cái việc mà gieo cấy vụ mùa năm 2017 thì ban nông nghiệp đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể để hướng dẫn nhân dân tổ chức thực hiện. Thì cái dự kiến của chúng tôi là ngày 21-22 sẽ tổ chức là thóc ngâm mủ và sẽ tổ chức gieo vào ngày 24-25 và cấy xung quanh từ ngày mùng 4 cho đến ngày mùng 10 tháng 7. Thì tình hình chung thì đến giờ này là bà con đang tập trung khẩn trương để thu dọn đồng ruộng để tổ chức chuẩn bị cho cái việc gieo cấy. Để sản xuất vụ mùa diễn ra thuận lợi, Phòng Nông nghiệp huyện, Ban Nông nghiệp các xã thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền chỉ đạo bà con nhân dân khẩn trương vệ sinh đồng ruộng. Các công tác chuẩn bị về vật tư phân bón, giống cho sản xuất vụ mùa đã được bà con nhân dân chuẩn bị chu đáo. Lịch gieo cấy cũng được phổ biến thường xuyên liên tục đến bà con nhân dân, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình kỹ thuật đã hướng dẫn như gieo mạ tập trung, cấy cùng giống, cùng trà, cùng thời vụ để tiện cho việc chăm sóc phòng trừ sâu bệnh được thuận lợi. Với khí thế tích cực khẩn trương chuẩn bị cho sản xuất, chúng tôi tin rằng vụ mùa năm 2017 sẽ diễn ra trong khung lịch thời vụ tốt nhất và hy vọng rằng sản xuất vụ mùa sẽ giành thắng lợi trên cả hai mặt là năng suất và sản lượng. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày bão cũng như ngày thường, cứ đến giờ phát sóng chương trình phát thanh là ông Phạm Quang Trung, đài truyền thanh xã Hải Bắc lại bật dậy mở đài tiếp phát sóng chương trình của đài ba cấp. Qua đó góp phần thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đó chính là một trong những công việc thầm lặng của những người làm báo nói ở cơ sở. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 1925-2017, trong chương trình truyền hình tuần này, mời quý vị và các bạn cùng về thăm đài truyền thanh xã Hải Bắc
để tìm hiểu về công việc của những người làm báo nói ở địa phương. Ông Phạm Quang Trung sinh ra và lớn lên ở xóm 4 Hải Bắc trong gia đình thuần nông. Năm 1973, ông tham gia quân ngũ. Sau trận đánh ở chiến trường Nghệ An, ông bị thương và được nghỉ chế độ ở địa phương, là bệnh binh mất sức 61%. Vốn có tài viết chữ đẹp, lúc bấy giờ ông được địa phương thuê viết khẩu hiệu pano áp phích tuyên truyền cổ động. Thấy ông Trung là người tích cực lại có năng khiếu viết lách thơ văn, năm 1977, ông được địa phương mời về xã làm công tác biên tập, phát thanh kiêm trực phát sóng của đài truyền thanh xã Hải Bắc. Cái duyên đến với nghề làm báo nói ở cơ sở của ông Trung cũng bắt đầu từ đó. Mời các đồng chí và toàn thể nhân dân nghe chương trình phát thanh của đài truyền thanh Hải Bắc. Các đồng chí và toàn thể nhân dân thân mến, trong chương trình phát thanh sáng nay của đài truyền thanh Hải Bắc gồm những tin sau đây: tiến độ thu hoạch lúa chiêm xuân, trạm y tế xã Hải Bắc tổ chức tiêm vaccine tự nguyện, tình hình hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung phần tin. Trước hết là thông báo. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nay gần bước sang tuổi 70 thì đã có tới 40 năm ông gắn bó với nghề. Với ông Trung, đó là cả một quá trình ông gặp không ít khó khăn vất vả. Có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Đặc biệt, vào năm 1987, ông Trung gặp phải sự cố nghề nghiệp khi đang leo cột khắc phục đường dây thì cột gãy ngọn. Ông bị ngã gãy chân phải đi bệnh viện Việt Đức bó bột mấy tháng. Rồi tiếp đó lại tập tễnh tập đi. Phải mất gần cả năm trời, chân ông mới trở lại bình thường. Rồi khó khăn phải kể đến là hàng năm, cứ sau mỗi trận bão nghiệt ngã đi qua, khi người người việc đầu tiên của họ là thu dọn nhà cửa sau bão, thì cũng là lúc ông Trung cùng cán bộ đài lại tất bật quên ăn, quên ngủ, tranh thủ ngày đêm để khắc phục đường dây, hệ thống loa một cách nhanh nhất có thể. Bản thân tôi tham gia hoạt động trong đài đến nay cũng là trên 40 năm. Trong suốt quá trình công tác phục vụ tập thể, tập thể địa phương ở đài truyền thanh cơ sở thì trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm, đặc biệt là những mùa mưa bão gió tàn phá đường dây, để tàn phá loa đài. Có những lúc chúng tôi hầu như mất trắng, nhưng anh em trong đài cũng động viên nhau khắc phục vượt qua mọi khó khăn để thông tuyến đường dây sớm nhất, để kịp thời sự chỉ đạo của đảng, chính quyền địa phương. Nếu bão to cũng chỉ trong vòng đến 2 ngày thì chúng tôi đã khắc phục xong các tuyến đường dây và để thông tuyến, phục vụ sự chỉ đạo, lãnh đạo của chính quyền địa phương. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về trợ cấp, nhưng anh em chúng tôi với lòng say mê nghề và vẫn bám sát đài trên 40 năm để phục vụ tập thể và địa phương, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân địa phương tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến mọi người dân và cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Hiện nay được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, toàn xã Hải Bắc có 45 cụm với 5-6 loa, hệ thống máy tăng âm, xà sứ, đường dây đều được đầu tư nâng cấp hàng trăm triệu đồng. Do đó, sự cố đường dây bị chạm chập đứt gãy cũng hạn chế hơn, nên cũng đồng nghĩa với việc giảm tải phần nào công việc của cán bộ đường dây ở cơ sở. Song những cán bộ ở đài cơ sở như ông Trung vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhất là hiện nay phụ cấp cho cán bộ đài ở mức rất thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống ngày càng đắt đỏ. Song những cán bộ đài cơ sở như ông Trung vẫn hàng ngày miệt mài với công việc biên tập, phát thanh, trực phát sóng đúng giờ như một niềm đam mê từ lâu đã ăn sâu vào máu thịt. Đối với đài truyền thanh xã Hải Bắc, trong năm qua được sự tập trung lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, thì công tác phát thanh, truyền thanh của đài có thể nói là tiến bộ vượt bậc so với những năm trước đây. Đồng chí Phạm Quang Trung, đài trưởng đài truyền thanh xã, có trên 40 năm tham gia công tác trong lĩnh vực này, thì đồng chí rất nhiệt tình, trách nhiệm, và đặc biệt là đồng chí có một giọng phát thanh hết sức là truyền cảm.
với những cái năng lực cơ bản như vậy thì báo cáo các đồng chí là trong năm qua các cái công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động sản xuất về kinh tế chính trị xã hội trên địa bàn xã được đài truyền thanh là tuyên truyền hết sức là sâu rộng, thế cho nên là các cái phong trào của địa phương của Hải Bắc là từ đảng đến chính quyền, mặt trận, các ban ngành đoàn thể là phát triển rất là đồng đều. Các hoạt động từ thôn xóm về nông thôn mới bền vững là được đài truyền thanh tuyên truyền viết bài rất là kỹ, qua đó là những cái phong trào về nông thôn mới bền vững của xã thì được là ghi nhận rất là đầy đủ, bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Chúng tôi cũng xin đề nghị với các cấp có thẩm quyền là nên tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ngành phát thanh truyền thanh, đặc biệt là cấp cơ sở, cấp xã. Hiện nay đối với cán bộ cấp xã, đài truyền thanh là hưởng mức lương gọi là phụ cấp. So với lại cái công việc mà đài trưởng đài truyền thanh là lo cho tập thể là rất lớn. Với cái thời lượng thời gian là buổi sáng từ 4:30 đã dậy, rồi là lo tiếp âm, lo viết bài một ngày 3 buổi, thì thấy rằng là cái lượng thời gian còn nhiều hơn là một số những cái ban ngành đoàn thể mà có chức trách. Trong suốt thời gian vừa qua, xã Hải Bắc thực hiện nông thôn mới bền vững và phát triển có sự đóng góp đáng kể của đài truyền thanh của xã. Vẫn biết phía trước những người làm báo nói ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng chúng tôi lại có một niềm tin mãnh liệt rằng với mong muốn truyền tải tới người dân những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới người dân, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển đang được cán bộ nhân dân đồng thuận hưởng ứng, thì những người làm báo nói ở cơ sở sẽ như ông vẫn bám trụ với nghề bởi một lẽ giản đơn, đó chính là niềm đam mê, sự tâm huyết với sự nghiệp phát thanh truyền thanh cơ sở. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt.